Xin chào tất cả các quý vị đang theo dõi livestream của DK Eyebrow and Beauty ạ. Và hiện giờ thì mình đang trực tiếp livestream này tại khu kỹ thuật của DK Eyebrow. Và trước màn hình ống kính đây đang là một ca full mô phủ xương 3D được thực hiện bởi chuyên gia Hoàng Quyên. Như những livestream trước thì mình đã có rất nhiều những cái buổi trò chuyện cùng chuyên gia Hoàng Quyên. Chuyên gia Hoàng Quyên đã giải đáp cho tất cả các chị em những cái thắc mắc về dịch vụ phun môi cũng như là phun mí mở tròng tại DK. Và ngày hôm nay thì mình cũng đã thu thập được rất nhiều những câu hỏi mà các chị em đã đặt câu hỏi và qua fanpage của DK. Và ngày hôm nay thì mình sẽ nhờ chuyên gia Hoàng Quyên giải đáp cho tất cả các chị em nhé. Hello chị Quyên ạ. Hello em. Chị Quyên ơi, có rất nhiều các chị em quan tâm đến dịch vụ phun môi phủ xương 3D. Tuy nhiên thì bên cạnh đó cũng có rất nhiều những câu hỏi và những trăn trở, những cái lo lắng của các chị em rất là nhiều chị ạ. Ngày hôm qua thì em có thu thập được một vài câu hỏi. Thì có chị em hỏi là nếu như mà có bầu thì có thể phun môi được không hả chị? Theo như chị thì có bầu thì người lên kiêng. Vâng. Vì mẹ thì không sao nhưng có thể khá là ảnh hưởng tới con ấy. Vâng ạ. Nên là mình cứ tiêm đi. Sau khi sinh thì các bạn có thể là tới làm ngay sau 2 tháng vẫn được. Vâng. Hợp lý lúc mà các bạn vừa nghỉ sinh em bé hay sàn ở nhà ấy, thì tiêm lúc đấy là mình đến làm đẹp. Thì sau khi 4 tháng mình đi làm ấy, thì mình sẽ không bị nhợt nhạt nữa. Dạ vâng, vậy tại vì là chị cũng hỏi rất là nhiều nơi rồi. Tuy nhiên thì người ta bên các cơ sở khác thì người ta vẫn là đồng ý là có thể phun cho chị. Mà tuy nhiên thì chị hỏi, khi hỏi bên nhà mình thì có nghĩa là khi mà bên em trả lời thì sẽ là mình không nên làm đúng không chị? Đúng rồi, mình không nên làm. Vâng, vậy trong quá trình mà các bà mẹ đang cho con bú ấy, thì phun môi thì có ảnh hưởng gì không hả chị? Không, không hề ảnh hưởng gì cả. Các bạn đang cho con bú bởi vì cái này là mình phun vi trạng nên là mình không cần phải sử dụng, không phải uống thuốc. Vâng. Không ảnh hưởng gì tới khi mà mình đang cho con bú. Vâng, vậy với những cái cơ địa mà các chị em mà có khả năng bị mụn nước thì sau khi phun môi xong mình vẫn phải uống kháng sinh đúng không chị? Đúng rồi. Nhưng mà cái đấy thì kháng sinh ấy mình nếu như mà mình không uống vẫn được. Bởi nếu như trong trường hợp không phải ai cũng bị mụn nước. Vâng ạ. Trường hợp mình có thể dùng thuốc mình bôi. Mình bôi thì sẽ không ảnh hưởng gì bằng là mình uống. Vâng, dạ tức là loại thuốc đó thì vẫn có là thuốc bôi ngoài da đúng không chị? Bôi ngoài da. Vậy tất cả các chị em mà đang cho con bú này, khi mà mình vừa sinh xong và mình muốn cái đôi môi của mình tươi tắn, vì chắc chắn là khi mà ở nhà ở cữ thì không nên dùng mỹ phẩm đúng không chị? Đó thì các chị em mà có thể dùng axit clovir dạng bôi sau khi phun môi nhé mọi người nhé. Và có những chị em có những câu hỏi là sau khi phun môi xong thì có phải bịt khẩu trang lâu không và có bị sưng nề lâu không ạ? Thật ra thì mới phun xong thì nó chỉ hơi lè tê thôi, còn nó cũng không hề sưng như các bạn có thể là quan sát cái môi của cái chị khách này mình vừa làm xong, nó cũng có nghĩa là đã xong rồi, không hề sưng gì gì mà chỉ nó hơi lè. Khoảng độ sau khoảng 1 tiếng 2 tiếng mà mình nói chuyện từ lượng môi thật nhiều. Vâng, như mọi người có thể quan sát nhé, môi của chị đã rất là trong rồi nhá. Và cái khâu phun môi phủ xương 3D này chuyên gia Hoàng Quyên đã sắp hoàn thiện xong rồi. Và theo như mình vừa tìm hiểu thì là chị khách ngày hôm nay thì sử dụng combo 3 dịch vụ tại DK, đó là hair shock này, phun môi phủ xương 3D và phun mí nữa. Và một lát nữa thì khi nào mà chị khách này thực hiện xong cái dịch vụ cuối cùng thì mình sẽ trực tiếp livestream để cho mọi người có thể quan sát cái tình trạng trước và sau khi làm xong dịch vụ tại DK của chị khách này, để cho mọi người có thể chiêm ngưỡng được cái sự thay đổi rất là nhiều của chị gái nhá. Và như mọi người có thể xem thấy môi là môi của chị gái nó không hề có cái hiện tượng sưng nề gì cả. Đó, môi rất là trong và mướt rồi. Và chắc chắn là sau khi mà cái sản phẩm của mình bong ra thì sẽ hứa hẹn một cặp môi thật là tự nhiên. Đó, và bây giờ thì chị đã bắt đầu chuyển sang bây giờ là mình phun mí cho chị luôn đúng không chị? Vâng, và mọi người đừng quên là theo dõi fanpage của DK nhé. Vì một lát nữa thôi là mình sẽ trực tiếp livestream cái sản phẩm cuối cùng của chị khách này. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream bây giờ của mình. Hẹn gặp lại mọi người ở những livestream tiếp theo ạ. Xin chào cả nhà.